Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tiến hành chấm bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông được hay năm 2020. Các cán bộ, các nhiệm vụ rọc phát chấm thi đã được xét nghiệm SARS-CoV-2 và cho kết quả âm tính theo đoàn hết được thi này có 10.611 bài thi môn ngữ văn, 10.848 bài thi môn toán, 9.082 bài thi ngoại ngữ, 4 358 bài thi môn vật lý, 4.346 bài thi môn hóa học, 4.236 bài thi môn sinh và 6.402 bài thi môn lịch sử, 6.223 bài thi môn địa lý và 5.685 bài thi môn giáo dục công dân. Theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đối với chấm thi tự luận, tổ chức thảo luận đáp án chung trước khi chấm và tổ chức chấm hai vòng độc lập theo đúng quy định. Đối với chấm trắc nghiệm, đề thi quy trình quét bài thi trắc nghiệm thực hiện nghiêm túc. Trong đó, lưu ý quét theo từng lô, mỗi lô tương ứng với một túi bài thi của một phòng thi. Dự kiến ngày 16 tháng 9, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2.